con sao nữa theo ông Dũng. Ủa Lục Bình này phơi cho cậu Năm hay vậy? Phơi cho tôi, cắt tròn cái ốc ổng. Trời. Cái ốc nó điện lên nó kêu ổng cắt nè. Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay bạn nghe bà siêu mẫu nói đâu bắt đầu có được 1-2 cái mà dinh gì đó khổng lồ gì đó không biết nữa, cả 1 ký lô gì đó. Không biết nữa, hồi nãy chị chuyện qua nghe nói bà nói là bà sáng nay bà Dân Beo định đi chợ mua nấm gì hấp nấm hay gì á. Ồ Lục Bình này là bà cắt hay là ai cắt? Trời ơi, ổng cắt cái tôi ăn á. Ổng cắt mà xong tiền nữa hả? Ổng cắt cái đông như Minh Mương bển á. Vậy mà em gài tưởng đâu thấy bà phơi đây tưởng đâu của cậu Năm chứ. Cậu Năm tôi rảnh tôi phơi à. Ừ. Con gái Út là bà nói con gái Út nào? Ngân á. Trời cũng Ngân hả? Đem dưới nó đánh hả? Ừ. Cái này Lục Bình mắc lắm. 28.000 một ký. Nó mới kêu ổng cắt nè. Trời ơi, trong mình là nói vậy là gọi là 10 nhà hết 8 nhà đến gì Lục Bình á. Bà quá trời bà, tại Ngân tức là con gái Út của bà ba cốt kén mình nè, là có chồng sát nhà mình á, cách đâu mười mấy căn à. Lục Bình chứ mua không có. Ở dưới trời cái sao không biết mà biết bao nhiêu người cắt. Trơn luôn. Mình về ta đánh thảm luôn. Đi không lâu. Lâu. Lâu 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 lâu. Lâu 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 lâu. Tụi gà anh chị cũng làm biến xuống bè, ngoài ngoài có mấy con chó cái ngoài không chịu xuống. Đi. Đi. Không biết không, không xuống tốt chuyện nó đi theo con chó của bà ngoại đó. Hả? Theo đặng, tốt mà. Không chịu đi hả? Đi đặng. Cái ngậm đặng. Không chịu đi, bữa nay theo cái không thèm đi theo luôn. Ừ. Không chịu xuống bè luôn. Đó đi ngược lại con chịu đời nói. Nó chạy xe theo mình, nó chạy tới đây cái rồi đó. Quay ngược lại. Ừ, thấy trong gà có 2-3 con cái ngoài á. Gì vô nổi với nó rồi chứ. Đi cua ghẹ. Đi cua ghẹ rồi. Bà mới quảng cáo đi chặt Lục Bình cho bà gái yêu của ông hả? Ủa sao thấy dây rồi không thấy Lục Bình đâu vậy? Để mà rồi. À nha. Nó bà của cũ cái sủ á. Bữa nay ông không có làm á, ra ca á. Nên đi cắt dây Lục Bình. Thường chú làm bốc xếp với giống như cậu Năm mà. Bên cái mấy nhà máy xay sát gạo lúa nè. Là bốc xếp mình dạng như mình vác lên xe tải á. Làm đó cực khổ lắm. Bụi dữ lắm, bụi lắm. Mấy người ở đây nè. Bạn thấy nhiều khi ở bên đây mà bụi mà nó tấp qua tới bên đây á. Làm đó dạng như nó dạng bị phổi đồ này nọ. Quá trời bụi mà nó kinh khủng mà chạy ngang quốc lộ thôi người ta còn chịu không nổi á. Nói chung cuộc sống mưu sinh mà cũng đành chịu thôi chứ sao vậy. Nước thì hôm nó ngập. Nước tụm gài cũng ít rồi nhưng mà dạng như chỗ này nó hơi thấp chủng quá. Đúng vòng nước lớn thì nó hơi ngập xíu xíu chút. Tính ra năm nay mùa nước nó đâu bằng năm rồi đâu. Năm rồi là thôi cái nhà của siêu mẫu ở đây túp liều nè. Trời ơi nó linh binh bụi quăng nó cho lĩnh bỉnh là mình. Cái gà này của siêu mẫu mới nuôi. Ở đây bị tặc gà dữ lắm. Lâu lên nó vô khịa mà siêu mẫu con hay con vậy. Giờ bả xuống bè ở rồi bởi vì ít ở trên đây á. Bởi canh me dịnh mọ lên bắt gà nó ăn hoài luôn. Không biết ở đâu nữa. Đâu mà đây nữa. Cái lờ cái lóc mình đặt nó. Như con cá gì nó quậy quậy con thấy không? Đó. Nhóm men rồi thấy dữ dằn nó. Sặc cái gì. À không cắt con bệnh cũng phơi chỗ này nè. Hồi không gom chống cho bà ba có phơi chống nữa. Ủa bữa nay dưới đây Lục Bình dưới thằng ôn trời. Thằng ôn kia đại ca Lộc mình kìa. Đi siêu mẫu miền Tây đang cho cá ăn. Mẫu sư ơi mẫu sư. Sư mẫu ơi sư mẫu. Mệt gì sư mẫu gãi thức ăn tới nửa tháng nửa năm bán cá kiếm 100.000 tỷ bạc mệt gì sư mẫu. Trời ơi trời đã cá lọc mình bữa nay chơi sợ đen mà nó mang đội nấu lá mà ở chằn. Ô sợ lõn. Bảo vệ khuôn mặt thôi hả? Hử hử. Chuyện đời nói xong. Trời chuyện qua bà thấy bà hai bà lùa bữa nay nữa cũng đóng nữa. Ừ ừ. Trời ơi trời bữa nay hai chồng luôn. Mới mướn luôn đó hả? Mới tiễn luôn.
Dạ ổng dạo này ổng thời tới ổng rồi, cản hết nổi ổng rồi. Sư mẫu mình đang cho cá ăn. Thử thử cái gì cũng được. Ủa nó qua nó lại bà, sáng đi chợ mua nấm luôn hả? Đi chợ với con không có cái nấm nữa. Trời ơi, thì ra đi chợ mua không có nấm nữa, thừa bữa nay với bộ nó không có làm clip. Mày lấy là mướp hay lục bình gì hết cũng được, hay là cải gì đó. Ồ, cá ăn qua đẹp nè. Mình hai mẹ con sư mẫu đi chợ không biết nghĩ sao, nguyên cái chợ Cầu Đốt nó lớn vậy nó không có nấm. Mày đi chợ trên đây hả? Chợ xã dưới đó. Nói chung tụm gà tiền hết rồi đi chợ xã không? Tiền đâu đi chợ Cầu Đốt. Đó, chừng nào tiền nhiều mới đi chợ Cầu Đốt. Vậy hả? Trời ơi, nghe sư mẫu có hang bạn ơi, hơn mỗi hang Quảng Ninh nữa. Ồ, cá ăn bạn coi nhìn thấy ha, mong thấy đẹp. Đẹp như trong tranh không? Bởi vì clip mình lúc nào cũng có cá chứ là vậy. Rồi sống ở bè, quay ở bè thì tất nhiên phải quay cá thôi chứ sao giờ. Xung quanh là cá. Nghĩ sao mấy bà chạy đi, bà đi chợ mấy bà kia hỏi bà mua cá đậu hồng không hả? Chị mua chị, ăn còn mấy con này bán rẻ rồi. Trời ơi, mấy chị em lần bè ở đây nó đi chợ gặp con cá đậu hồng mà ngán tới áp phục nổi rồi đó, còn kêu mua nữa. Cái này lúc đó bà mua như cá là đầu cơ nó nhỏ quá quá nhiều mà. Trời ơi, cá bà Vinh nhiều chứ mẫu. Nhỏ. Nè bạn. Cá bà Vinh lẫn lộn vô lúc cá giống á mà mình mua trong hầm trong ao á. Ở đây là mình ta mua mẫu nhỏ nhất. Trời ơi. Mẫu tới gần 60 con. Ừ, cá bà Vinh quá trời bà Vinh. Có thằng Lộc với bà Ba mua mẫu lớn. Ba mấy 40 con, 40 con. Ủa, gia đình chú hai giật tịch bữa nay đi chở thức ăn hả? Có mình hai tịch đi à. Vợ đi uống vỗ mới về không kịp, nó về đây chảnh nói chạy ghe chở thầu. Ủa, ai mặc đồ đỏ ăn hả? À? Vợ nó. Trời, bữa nay nhìn thấy tướng ốm bà. Ờ, đúng rồi. Mày ốm. Thôi nhìn xa xa, tướng đâu có thấy ai, tướng đâu ai không. Bà hai chung chung mình, nó nhìn xa xa thấy bà hơi ốm. Đi đáng về không kịp. Rồi trên công ty hố thì nó chạy ghe chở mình rồi. Còn bên kia là Missy nướng nương, cũng đang cho cá ăn. Nướng nương Missy. Vậy nghe nói nướng nương Missy muốn ngã hay sao bà? Nghe kêu tên Missy. Nghe muốn tên muốn xỉu luôn hả? Ừ. Đó. Là sống ở ngày bè này cá ăn trước người ăn mới ăn sao? Đó mà đói thì mày cũng đói luôn à. Ừ, bà nuôi tới lớn các bạn là nó. Dạ cá tụm gậy gớt thê thảm luôn. Ba nạo cá chạy rảnh với cá thác lát này đụng mà chiên này lo nạo lần cá bị hồng nó rỉa bay xa. Có tao nạo từ hồi sáng tới giờ mà tao kêu con hủ tiếu ăn không được luôn á. Quả xinh đẹp hả? Ừ. Quả lên chưa? Chưa. Tụm gậy cá nhỏ chắc cũng ít. Nó tao đó bụng rung mà kêu con hủ tiếu ăn chưa được kìa. Bạn thấy mình còn mới thấy mấy cái bà Vinh lên ăn móng này. Ủa, ủa, bữa nào câu. Ủa, trời ơi, cái gì á. Nè nè, bạn có nè. Đó. Trời ơi, trời. Ủa, bữa nay không quay clip mà mấy cái bà Vinh này mà là chết với mình này. Thiệt tình. Bữa nay mà gặp nó ăn móng mà nấu tôi bà siêu mẫu. Trời ơi, bữa nào mà cam bây giờ tôi ăn đi. Tôi ăn, tôi gãi meo nè, phải không? Cái là cái xa, cái thức ăn chào, cái một cái nó lên xanh. Ủa, kìa bạn. Quá trời, cái bà Vinh luôn. Cái ham không? Ủa, bữa nay hai chồng ra xong hả gì vợ đồng vợ đồng chồng bào hết cá tôm xong tiền này rồi. Giờ bắt đầu bà sư mẫu mình mới bắt mấy cái mà Vinh nữa. Bà đã gọng trong cục ghe bà. Ừ, còn đây chú Năm Di Thung mình với đại ca Hồng mình cũng đang sửa mấy cái xuồng. Cái xuồng bào cá sét không biết bao nhiêu tiền tỷ của bà sư mẫu rồi đó, hai mẹ con mà bào cái năm nay bấy sấy luôn cái khạp luôn. Gì bà sư mẫu? Mẹ gặp mẹ ăn chó không? Không bà.
ăn mì Vinh ngon hơn. Ăn cá cày không? Trời, cá cày nó nạo chả thôi chứ. Cá cày bự nào mà nạo chả. Bự không? Bự. Mấy ký? Có 3 ký mấy nha. Ồ. Ồ. Mệt ghê luôn mới chịu à. Ồ, con cá mì Vinh nó bự rồi kìa. Ký ăn lên. Bà có giặt bà sợ gì nó phóng xin mẫu? Ừ. Có tôi ở ngoài đây sợ gì nữa? Ừ. Cái vợt sao ai thiết kế, của chú nào cũng thiết kế hả? Cái vợt làm cán ngắn dễ xúc. Trước bà có cái cán ngắn là mất tiêu rồi. Giờ nó banh xác rồi. Chú đâu mà mãi. Đó. Đồ gỗ của mày Vinh này cái mấy bạn ơi, hồn cái mày Vinh không? Ăn về cũng ăn. Còn hàng không mẫu mực của Mỹ không à. Ừ. Ừ, cái cày nhìn mày Vinh với cái cày nó là ná giống nhau. Mấy cá mày Vinh để dãy ăn ngon, chiên xù hay cái cá mình nướng nó xương nhiều, mà cái mình cá bự vậy nãy xương nó bự đó mình dễ lừa xương rồi sao mà xử nó luôn hả? Con cá mày Vinh nó bự. Rồi xử đẹp đi siêu mẫu thôi, bà sợ ghi lên bè nó xảy. Kiên nguyên tạo du lịch nước ngoài không? Để thôi lên trên học. Ăn cái chảy không có ăn nữa đó. Nước giờ cũng đang chảy cạn luôn. Hôm giờ quá trời lục bình nó tóc. Gió bắt cái lục bình thôi. Kinh khủng. Cái cà hồng mình dạo này cũng có phong trào trồng xả, trồng hành, đồ tùm lum hết trơn. Cái đầu bà này đâu mà nó chẳng gì có ăn. Cái bộ xả quế lúc trước bà nổi tiếng lắm, giờ bỏ luôn hả? Ăn mùi quá trời thơm, không ăn mấy thằng này, không thằng nào chưa ăn cái tên. Bèo nó bạn quay clip đằng kia. Xíu nó về. Con cần câu đây của chú Năm về thùng, ông để tối ngày sáng đêm nè. Vậy mà anh hên cái bờ ba sa hoài, cái cha đó. Nhưng thượng đây ông công một chú dính cái ba sa nhiều. Bè ở đây thì cái cha bự bự rồi, nhưng mà cái nó thi lại nó ít lắm. Ít dựa bè, tại đây sâu quá. Đa số là ba sa là nhiều. Mấy cái cha thì phải vô cái mấy cái bè bị giặt trong đó đó. Gần bờ xíu nó hơi cạn xíu, cái cha nó mới dựa nhiều. Đây cái dìu ếch nuôi của bà sư mẫu nè. Để mình kiếm con ếch đồng cho bạn coi nè nha. Là bà sư mẫu bà xử mất tiêu rồi. Nhìn có ếch đồng với ếch nuôi khác mà. Ếch đồng hôm bữa đặt là cái lóc đó, thả vô đây nè. Ủa nó mất tiêu lặn ta kìa. À không phải. Nó mất tiêu rồi. Nó lặn cái gì rồi. Nè nè, cái con mấy ngoài á. Cái con mấy ngoài sát miếng lưới á. Đó là cái ếch đồng á, nhìn cái da biết à. Chà bá lửa luôn. Mấy ếch này mày làm món thứ gì chưa nổi. Tính ra làm cũng 2-3 món rồi. Bà sư mẫu bà sang nó mua ếch là mấy chục ký gì không. Ăn chỗ đã. Vậy mà tối ngày bà cứ than hết tiền, người ta không có tiền người ta mua nữa. Ký ký ăn bả quốc lần 20 ký, 30 ký gì không. Thiếu chưa trả tiền á. Thiếu, thiếu, thiếu chưa trả tiền luôn hả? Tới giờ là còn chưa trả tiền hả? Chưa trả tiền, nó ăn hết á, chưa trả tiền á. Ai bị bắt ếch dài vậy. Ừ, ở đây là cải bẻ xanh. Cải này thì thường người ta cũng có bánh xèo không ta? Xèo. Dưa leo gì cần ống gì tờ lưa chứ. Ôi, mới ăn sáng nãy rồi. Sáng ăn sáng ăn trễ, 9 giờ mới ăn không. Bà sư mẫu thì để ba đang làm con cá mè Vinh. Bữa nay dán ăn gì ba? Ồ. Gia đình đi kéo lưới mà không có cái đèn. Giờ đem đèn xuống trả gì vậy? Chỉ gì vừa nổi không? Hôm mấy giờ mới vậy không? Nhìn sáng nay nhìn mặt còn bơ phờ đại ca. Hôm chiến cũ có sủ quá trời mà. Sáng nay mặt còn xe ke, giờ này cũng gần 11 giờ, 11 giờ mà còn như mặt còn xe ke. Cái Vinh đó bà có để dễ không sư mẫu? Cái Vinh đó. Ai biết, bà làm hấp hả? Hấp phải cạo dãy chứ ta. Ừ. Hấp đâu có để dãy được. Có chiên hay nướng mình mới để dãy chứ.
Chứ vậy cái mày dinh đó mình chiên hay nướng ăn nó giòn gụm đã luôn. Trời ơi bà làm gì đâu tới giờ nó ra nhưng mà nó có những đạch. Cái mày dinh đó không, mỗi lần mình giở trà nhớ cảnh hồi xưa không, ở miền Tây giở trà trâu nó phóng nhìn thấy ham lắm, hay tắt mưa cũng vậy, nó là cái loại cá phóng dữ lắm, nói với cá ngựa mà cá ngựa giở thấy lắm, gọi là hàng hiếm rồi. Mỗi lần giở trà tắt mưa nó phóng, thánh thằng ngồi nó phóng, nhất là đăng mấy cái mấy câu chú nào hồi xưa ở sống miền Tây biết à. Lúc mà mình đăng vấn, đăng cặp mé lưới xanh này nè, mình đăng theo cặp mé đó, lúc mà nước nó rút xuống bắt đầu mình chuẩn bị mình thăm đồ á, chuẩn bị mình bắt cá là bắt đầu nó nhảy lên, nó dính mấy cái ngạnh che tủng tẳng theo cái vớn á, nhìn thấy ham. Bây giờ ở đây ít người ta đăng mé cái đó luôn mà, hồi đó thì dữ dằn lắm kìa. Đó chứ xong nhà mình đăng mé chùm của chùm luôn, người ta đăng mé dữ lắm, đăng thấy chú Năm Di Thung mình thấy ông giỏi ghê, ông vừa phụ đại ca Hồng đóng xuồng đóng khạp vừa cho cá nó ăn được luôn á. Nói chung là có thêm Năm mình ở nhà thì bà ổng còn giỏi hơn nữa mà. Năm mới về Nha Trang đâu có từng lễ nay hơn rồi, chú Năm mình xuống đâu cũng 5-6 ký á. Năm bà có coi clip này bà cũng tranh thủ bà về chứ, ông ốm dữ lắm, ốm rồi. Ủa Năm chừng nào bà vô? Lúc đó về nữa Năm bà nạp nhiên liệu lên, chú Năm mình lên ký liền gì. À. Vé bản cho nó tiện rồi xong rồi đi xe, lấy xe bản đi về thôi. À. Mỗi lần thứ Năm bà đi Nha Trang, bây giờ đây là thế nào cũng có món để làm, là món gì đặc sản Nha Trang không biết, lần này món gì đi. Hồi trước gì lá é lá ớ gì đó. Gà điểu. Gà điểu à, cái này, lần này là điểu hả? Gà điểu á, bữa nghe nghe nói à, thôi để ấy đem gà điểu đó. Gà điểu. Bạn coi xa xa kìa. Anh Cam á, anh gửi con mít tà đen cho cá ăn á, đang chở thức ăn qua đó. Chị vô lại bằng thấy nhỏ xíu xíu à, rất lạnh chưa. Giờ ở đây ảnh nuôi còn có một hầm nuôi cá, có hầm cá à, hai hầm kia trả người ta cũng mấy năm nay rồi. Hầm cá bình thường vô đó mình bào đặt là cá lóc đồ nhân lưới gì rồi đó. Vô lại ổng nhìn thấy rất lạnh rồi chứ. Nhà thì bên cầu Bình Thạnh bên đó đó, như bên đó nghe nói đâu cũng có 2-3 cái ao nuôi cá được hồng giống nữa. Ảnh nào giờ sống bằng cái nghề nuôi cá được hồng giống không à. Kìa cái ghe cũng đục cá, cái ghe đục cá cũng mới mua đâu bè cá chứ kia. Nhìn cái ghe khẩm rồi biết rồi. Bữa nay gió cũng hơi mát mẻ quá ta. Đỡ chứ chừng qua nóng nực dữ lắm luôn. Không có miếng gió. Hôm qua cũng ở ngoài đây nè, trời ơi ai cũng vậy, mùa hôi mùa hám nó đổ tùm nộp, sống dưới sông còn vậy á. Ô bức. Này hên có gió không mát mẻ. Mày chơi xe máu. Cái mẫu nãy giờ đang giành giặt với con cá mày dinh khủng đó nãy giờ. Trời ơi bữa nay chỉ tiêu đâu ăn sang dữ trời, nhưng mà cái mẫu nó than không có tiền bạn. Heo quay nè. Dưỡng là nguyên trái nè. Heo quay nó còn rẻ hơn cá linh nữa. Rẻ hơn cá linh. Rẻ hơn cái gì nữa. Heo quay nó hơi giò đó. Ổng xương gì găng ổng cứng quá, bởi vì toàn là mua giò heo rồi cho ổng ngậm không mà thứ gì chịu nổi. 200 ngàn ký kìa, coi như ăn gì cương sen. Con này chứ mẫu. Trời trời đang làm clip với thằng Kiếm. Khỏe không bà hai? Khỏe không? Khỏe. Dạo này ông bà khỏe lắm không? Nghe nói dân cá trúng ba ngày nào bán cũng 5-6 triệu chứ không phải không? Bà hai chắc nghe mấy nhiều cô chú nào xem mấy clip 3 năm về trước của mình cũng quay mấy clip ăn cũng dân lưới neo dưới đây nè. Dạ, hỏi cái gì nó diễn sao cho bà hai? Đang quay clip. Rồi. Anh với ớt bằm xong thì cho đường. Đường xong rồi tới gì sư mẫu? Bột ngọt, hạt nêm. Muối. Con Beo lặt cái gì, lặt cải nè, rửa cải, không ngồi ăn không kỳ lắm. Cho miếng bột giặt vô. Có nước vô. Chặt, tạm mới kéo hả? Trời, tôi thấy đại ca Hải giờ kéo hai hơi rồi đó. Chặt cho giờ đi, lặt ra. Cho miếng muối. Mẹ ca táo
chạy lên đi chạy. Sao đo nữa, chặt dừa mấy triệu làm rau. Ừ, đúng rồi, quay phim nó mới phải nói nhiều đúng không? Cái nước rồi. Đá gì nữa sư mẫu? Ừ, sư mẫu mình thấy cũng bài bản không? Cà lo để nhúm đó, đường để nhúm đó, muối để nhúm, bột ngọt để nhúm ha. Ừ. Cũng bài bản lắm chứ bộ. Chú Hai về hả? Ủa nay chú Hai về tật mình mau vậy ta? Sớm à? Nay về sớm chứ. Thường ngày ổng bả vác thức ăn đây là vác xong cái tó hù. Giờ này mình chưa trưa về. Xương mẫu để cá vô ướp thôi. Trời, cá vinh này bự, thịt ăn nó béo biết như nhiều nói. Vậy đợi cho nó thấm chút xíu, lụm gạo liền. Bên kia chú Hai giật tật mình cũng đang về tới kìa. Thấy thằng Bo với thằng Hùng mới xuống tới đó. Lấy thức ăn ở trên xe đét cũng gần, nó tiện. Ủa này góc bự đi của mình luôn. Hai đứa con xuống tới còn ở Đà Nẵng nó không hay vậy. Mới kêu chạy lại. Cái chỗ đó mà bo cái ghe vô khó lắm, ngay chân cái dạ mỏ rồi nó đạp, cái phạm vi nó hẹp quá, gặp dòng nước nó đạp ra đó. Bởi cái xuồng chứ hay là cái ghe gì cũng vậy, ai chạy ngang đây nè, thường nó bê vô cái bè của chú Năm nè. Gặp cái chỗ đó có đạp ra, nước nó đạp ra mà thêm quặng sấy nữa chứ. Bởi vì ghe cậu chạy vô đó khó chịu lắm. Ổng nói hai đứa bay cái ghe chà bá, riêng ổng chà bá nó không về đây nãy giờ, ổng quặng, ổng chạy tới, ổng chạy lui, ổng đạp cái ghe ra đây, vô hoài. Ổng nói hai đứa này nó đâu rồi. Còn Hiếu đâu? Bữa nay nhiêu tấn mà có hai lần giác nữa không? 8 tấn à. Thằng 4 tấn trời ơi, thấy thằng Hùng tướng ốm ốm o gầy mòn mà nó giác thức ăn cũng dữ dằn lắm. Ừ, bình thường đâu. Bữa nay sớm mà. Cá xanh mua hai bó đủ ăn chưa mà? Đủ mày. Ủa ở dưới cái chợ chợ ấy với mời không lẽ không có nắm gơm, không có nắm gì luôn sao trời? Ờ, mà không ngon. Nó không đẹp không ngon. Trời ơi, trời kén chậu thấy ớn không? Gặp mình đi chợ là cỡ nào cũng bào hết. Bởi vì mấy lần mình đi mua mấy cái chài khô về thu nó nhăn mặt, nó nhăn khỉ hơn hết. Bỏ tiền ra mua về bỏ vô bụng là phải có ngon mới được chứ, tự nhiên làm sao bỏ vô bụng ăn được. Ăn uống gì? Khổ gì Beo? Làm người khổ lắm người ơi là sao? Khổ lắm. Ăn ngủ không khổ hả? Ừ. Trời ơi, ông ăn không ngủ không cũng phải sao mới ăn ngủ được thoải mái tự nhiên. Để có bột chắc cũng ngon rồi. Biết ăn cơm mà ngon, một chén cơm ngon là cũng phải vất vả. Nghe mèo nói gì sự đời không nghe thấy đau đầu ghê. Qua đây coi gia đình chú Hai giật tật mình nè. Cũng đang chở thức ăn vác lên bè chú Năm. Bữa đó hình như có cô chú nào bình luận á, nói là tại sao gọi là chú Hai giật tật, tại ở nhà chú Hai tên là Tật, Hai Tật á. Mà bởi vì ở đây mấy anh chị em thường chim vô câu nó giật tật cho nó vui á. Ừ. Bữa đó có cô chú nào bình luận tại sao gọi là chú Hai giật tật, tại vì ổng ở nhà tên là nào giờ gọi là chú Hai Tật. Ủa bả bên này đâu, ông Hai bả bạn bè nó không theo ghe không hả? Thường ngày là vợ chồng là gọi là gì? Chị phe ơi. Chị phe hả? Chị phe. Chứ từ ngày là đi chở thức ăn là ổng với bả lúc nào cũng đi theo dân á. Ông coi làm nước là đạp cái ghe tấp vô bè hay không đó. Ủa. Ủa bên này bè chú Năm nhập ít vậy chú Năm? Ờ, bữa nay nhập bán
mấy cái người mà ta chở cá này hồng giống không quen, mà chúng chạy mấy cái ghe bự gì nè, không quen chạy tới chỗ này nè, toàn là lũi vô bè chỗ năm hoài luôn á. Tại dòng nước bên kia nó đạp dữ lắm, lái không nổi. Chạy quen rồi mới dễ, không quen khó chạy lắm. Cua này nó kìa. Bởi vì mấy phát rồi, bởi chú Năm mình mới hành lang bảo vệ. Ông này ông văng, ông ra hàng ra 1 mét mấy đó, rồi thêm mấy cái vỏ xe nữa luôn. Vỏ là đó lấy kết gì đấy. Cua này chân ra mỏ đạp ra gắt quá. Giờ ông chạy lên chảnh ra cho ai ta, không lẽ cho ông Tèo à? Ai là ông Trung? Là ông Trung à. Ủa bè chú Trung trên đây à. Nói chung mình đặt mấy cái vấn cánh đó, mình cũng thường quay đó, mấy vấn xanh xanh đây nè. Cũng ra được 2 cái bè trên đó đó. Thủ sẵn rồi. Cho ít cải mình lót dưới trước. Cho cái cọng nó lâu hả, cái lá. Cái sửng thấy quyền thoại của người phụ nữ quyền lực á. Làm đến gần 1 năm mấy nay luôn rồi. Bây giờ có sử dụng tới chứ hồi lúc trước ở ngoài trên lúc trước ở trên cấp liều lý tưởng của gia đình siêu mẫu cho anh á là hình như là 10 liếp hết 8 liếp có nó rồi đó. Hấp cái gì đâu mà nấu canh nấu lẩu vô nó không à, sửng hấp ít ít. Cá nãy giờ mình ướp cũng lâu rồi, thấm rồi. Hả? Cho cái này hỏi nó xẹp xuống mới bỏ thêm vô nữa hả? Chứ để hết đâu có hết được. Cái này hấp mà ăn cải này ngon nhất đó trời. Đồ bổ. Giờ mình để vô đi chứ. Con bèo mới đầu gấp không sao nghĩ ngồi tay tay luôn ha. Cái gấp nó nhỏ. Gấp. Nó lâu quá. Cho cái nước ướp vô nãy nè. Rồi mình chừa một xíu nữa. Còn làm nữa. Chén lại nữa hả? Nước dừa. Dồ, nước dừa luôn bạn ơi, cỡ đó luôn đó, nước dừa mới chặt xong luôn á. Dừa chính hiệu luôn. Dừa mới mua thiếu. Mới mua thiếu à? Sao kỳ siêu mẫu Hải mới nói ếch xong ếch bà cũng mua thiếu, mà nước dừa bà cũng mua thiếu luôn. Siêu mẫu người ta tên không? Tên chết. Lên chớ. Lại cỡ này. Dạ. Rồi bắt bếp ra riêu riêu thôi. Cái gì mà ba cốc cán kia thôi với bè cũng được yên với bà đó. Lát đem sữa chổng dùm cho con chuột. Đem sữa cho con chuột. Bữa nay chị Nương mới gửi con chuột trong nhà bà ba cốc cán vậy không? Nhà bà nội đó đó. Cho bà giữ giùm rồi đây cho cá ăn này nọ. Đâu 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 được coi. Chuột ơi, chuột à. Quay cái mặt coi. Quay mặt á bà nội ơi. Chuột ơi. Chuột ơi, chuột à. Ủa, yêu. À. Giờ mình chỉ chờ đợi thôi, đợi xíu nữa. Chuột nào dở nắp lên cái trời ơi, mũi đầu giật bặt bặt này nghe có thơm nè. Chuột thích nghe chuột ngủ rồi ta. Tắt tôi biết. Chính rồi, chính rồi. Chiến đấu thôi, chiến đấu thôi. Dở nắp nè, đạn bèo lâu quá mình thở con nè. Ngửi được mùi thơm nè, ngửi được mùi thơm nè. Khui, đổ. Quá hấp dẫn. Giờ ginh xuống thôi. Vậy bèo. Rồi cái nắp này sao? Mình gỡ ra lấy cái nhắc. Nhà có 2 người nhắc đó. Nó nói gì nhắc vậy thôi chứ cái khăn đó bạn ơi. Thòm quá. Cam Vinh này cái ớt nó béo, bao béo luôn. Trời nước nó ngọt lắm, hồi chan cơm ăn nhức nách trời. Trời ơi, cho ra dĩa thôi. Trời ơi, nhìn. Thử thử. Hai đại ca giờ này ăn cơm còn chưa chịu vô nữa, còn đóng xuồng, đóng ghe ngoài. Ủa nãy hết, tải nhiều lắm mà trời. Bởi vì nó rồi nó xẹp lại mà. Cho ít tiêu lên. Sao nó bơi phất phơ vậy? Gió quá trời gió, sống ngoài bè đôi khi gió nhiều quá mình làm mấy cái món dạng gắt tiêu rồi này nọ nó bay tùm lum hết trơn, ướp với gia vị nữa.
muốn gắt cái đuôi là phải để chứ cái đầu mới được. Nó bay ra tới sao vừa. Vậy là xong rồi đó. Đem ra ăn cơm thôi, chưa quá rồi, chưa quá rồi. Còn gần cam dình để là mà giáp cái dĩa luôn. À, cả nhà ăn cơm. Cả nhà ăn cơm thôi cả nhà ơi. Cá mẹ Vinh hấp cải thanh coi. Cả nhà ăn cơm. Cũng ngon nữa à. Bào béo luôn. Cá mẹ Vinh chào bá lửa mà. Ăn lượng đi mẹ. Lượng hả? Ăn lượng còn kiếm bụng á. Lượng ai ăn hồi sống chết người đó, kể cả chú Năm cũng sống chết giọng luôn đừng có giỡn. Ớ không quan trọng á. Ớ không quan trọng. Ớ không quan trọng. Đã quá Kim ơi. Này cái Hồng mới ăn cơm nãy còn no, không ra còn gõ mãi cọc 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 hồi không mới vô ăn. Ngon. Ngon quá. Ba hồn kiếm dí kiếm dạng cái lượng cá nè. Thử thử. Rồi bữa nay ăn cơm ngon trời gió thổi mát mẻ nè. Này có gió thổi mát mẻ ăn cơm ngon. Béo rảnh thiệt chứ làm hồi như đang cơm thổi lao. Mà nghĩ người ta đang chạy cái bao phát phơ phơ con béo tưởng đâu cờ trắng. Ơi 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 ơi. Ừ, tưởng đâu có gì giật mình. Mấy bạn biết đây mấy cô chú biết đây tại sao mình có những vô lại họ để cờ trắng không là họ tìm gửi là tìm chồng chổng mà. Từ ở đây là người ta để cà trắng chứ là tìm chồng chổng á, kiểu xác chết cho xong á. Bởi vì con bao nãy nghĩ sao cái bao mèo nghĩ sao cái bao trắng gì nó cái cà trắng làm giật mình chưa trời. Đang chồng chú chú Nam đang gắp cá chăm chú ông giật rổ lên luôn. Mời cả nhà nha. Trời bữa nay gió thổi hiu hiu mát mẻ quá. Sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Trời nắng vậy mà mưa lâm râm.
Công nhận cá mì dinh này nó bự, nó mới ăn béo gì đâu béo. Công nhận thịt cá mì dinh nó béo, ngon gì đâu ngon. À, chào cả nhà, hẹn cả nhà clip sau nha.